Hello, xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha. Lại là Nam đây ạ. Giá xe Vision lại tiếp tục giảm nữa rồi anh chị ơi. Cận Tết này Vision quá trời chương trình khuyến mãi luôn. Và hôm nay thì có rất là nhiều anh chị khách hàng hỏi Nam về cái dòng xe Vision mà cái phiên bản bánh trước bánh lớn anh chị. Thì đặc biệt video này Nam sẽ nói về cái dòng xe Vision phiên bản bánh lớn. Anh chị nào quan tâm thì cùng tham khảo nha. Vision thì nói chung bên em đủ màu đủ phiên bản hết anh chị, không có thiếu cái phiên bản nào, không thiếu màu nào chứ. Vision hiện tại phân phối thị trường tổng cộng là 5 phiên bản, bản tiêu chuẩn nè có màu đen sơn bóng, bản cao cấp có màu đỏ với màu trắng, bản đặc biệt có màu xanh nhám. Phiên bản bánh lớn là nó có hai phiên bản, đó là phiên bản thể thao màu xám xi măng và màu đen nhám, còn phiên bản cổ điển mới ra sau này hai cái màu mới đó là màu vàng và màu xanh nhám anh chị. Đó, vì nhiều anh chị khách hàng hỏi Nam về cái dòng xe Vision bằng bản bánh lớn nè, nên video này Nam đặc biệt làm riêng về Vision bản bánh lớn ha. Mình gọi bánh lớn là để cho anh chị dễ phân biệt với những cái mẫu xe tiêu chuẩn cao cấp, đặc biệt là sử dụng cái bánh trước kích thước nhỏ hơn 2 inch là 14 inch. Còn bản thể thao với bản cổ điển hay còn gọi là bản bánh lớn đó anh chị, thì mâm trước nó là cao hơn, to hơn 2 inch là 16 inch. Gọi bánh lớn đó. Cái này giống như là cái biệt danh anh chị chứ không phải là tên xe, là phiên bản bánh lớn nha. Phiên bản thể thao nè, xám xi măng với đen nhám, phiên bản cổ điển là vàng với xanh nhám. Đó. Rồi thì hiện tại bốn cái chiếc xe này, bốn cái màu này thật ra là chỉ có một chiếc xe thôi, nhưng mà nhà máy sơn nhiều màu khác nhau và đặt cái tên gọi khác nhau thôi, chứ xe là không có gì khác biệt nha anh chị. Ví dụ như phần đầu đèn nè, thiết kế của xe rồi nè. Đó, từ cái đèn pha cho tới cái đèn xi nhan, đèn định vị ban ngày nè. Đó, đây xám xi măng nè, xanh nhám phiên bản cổ điển nè, màu vàng của phiên bản đặc biệt nè, tem dán nè. Nói chung là về thiết kế của xe là không có gì khác biệt nha anh chị. Rồi đây phần mâm xe đây. Phiên bản bánh lớn á, thì thiết kế mâm trước là 5 cây nha, 1 2 3 4 5 cây và kích thước là 16 inch. Còn những phiên bản bánh nhỏ là bản cao tiêu chuẩn cao cấp với đặc biệt là 8 cây nha anh chị. Nó khác nhau về cái thiết kế của mâm và nhỏ hơn về kích thước luôn. Đây bản cổ điển nè anh chị. Đó, nó cũng là kích thước giống vậy, cũng là cái thiết kế mâm giống vậy luôn, nhưng nó khác nhau về cái màu sơn. Thay vì nó sơn đen thì nó ra cái phiên bản sau này nó không sơn đen, sơn bạc. Này gọi là phiên bản màu mới của Vision đó anh chị, chứ thực chất nó cũng không phải là xe mới, mẫu mới nữa. Tất cả xe đều giống nhau hết thôi, bốn chiếc này đen nhám, xám xi măng, xanh nhám với lại màu vàng. Mức thứ hai nhiên liệu cũng không có gì khác biệt luôn anh chị. Đây, màu vàng nè 1,85 ha, màu xanh nhám nè cũng 1,85 luôn, màu xám xi măng 1,85 luôn. Không chỉ riêng cái phiên bản bánh lớn mà tất cả những cái màu kia, ví dụ như là màu đỏ, màu trắng, màu xanh đâu cũng là 1,85 luôn anh chị. Mức thứ hai nhiên liệu giống nhau luôn chứ không có gì khác biệt anh chị. Rồi đây nằm sẽ quay cái phần sau ha, chủ yếu là bốn cái màu này nè, nó chỉ khác nhau về cái màu sơn ở bên ngoài thôi chứ không có gì khác biệt về thiết kế hết trơn nha. Tính năng cũng y ghê nhau luôn. Chữ Vision nè, chữ Vision nó xi màu đen nè. Đó, đối với cái phiên bản cổ điển, xe sơn màu vàng là chữ sơn màu xi màu đen nè, xe sơn màu xanh nhám thì chữ cũng xi màu đen luôn. Vẫn có tem nha anh chị. Yên thì màu nâu ha. Đây thiết kế bánh sau nè, tất cả các phiên bản Vision 5 phiên bản thì bánh sau nó sẽ bằng nhau hết, nó chỉ có khác biệt là cái phiên bản thể thao màu xám, màu đen nhám, màu vàng với màu màu xanh nhám là bánh trước nó to hơn 2 inch thôi. Còn bánh sau là bằng nhau hết tất cả các phiên bản luôn, nó chỉ khác biệt về thiết kế của cái kiểu mâm thôi. Đây Nam sẽ quay hai chiếc kế bên cho anh chị dễ xem ha. Đây cái kiểu mâm của phiên bản tiêu chuẩn cao cấp với đặc biệt nè anh chị, nó 8 cây ha. Đây phiên bản cổ điển với phiên bản thể thao nè, nó 5 cây, kích thước bằng nhau, khác cái kiểu thôi. Đó, và tất cả đều là một phục hết nha anh chị. Thể thao màu đen nhám thì cái tay giác này sơn màu đỏ, chữ này xi màu đỏ, tem màu đỏ đây. Còn cái phiên bản thể thao màu xám xi măng thì cái tay giác này nó không sơn đỏ nữa mà nó sơn màu đen nhám, chữ thì vẫn là chữ đỏ thôi, tem thì tem đen kết hợp với đỏ ha. Rồi qua cái phiên bản cổ điển, cái xe thì cũng giống vậy luôn, không sơn đen, không sơn đỏ, giờ thích màu bạc sơn màu bạc, không thích xi màu đỏ nữa, xi tem màu màu đen ha. Tem không còn là màu đen màu đỏ nữa mà là nó là màu bạc nha anh chị. Đó. Thì cái xe mà màu đen nhám với cái màu xám xi măng á, thì cái da yên này nè đó là màu đen, còn cái xe màu xanh nhám với màu vàng á, thì cái yên nó màu nâu. Cái này mặc định của nhà máy nha anh chị, và tất cả đây là xe zin của nhà máy ha, bên em không có bán xe độ nha, bên em không có bán màu độ ha. Đó. Khóa thông minh hết nè, đồng hồ giống nhau hết, có chế độ dừng đèn xanh đèn đỏ, máy tự tắt liên tốp, đồng hồ điện tử kết hợp với cơ. Đó, đây màu đen nhám nè anh chị.
Thì cái phiên bản bánh lớn nó khác với những cái phiên bản còn lại á, là cái nắp ta lái phía sau này nè, với lại cái yếm bờ cổ á, hai cái này nè, là nó sơn cùng màu với thân xe. Ví dụ như màu xám xi măng nè, sơn cùng màu với thân xe nè, màu màu xanh nè, nó sơn màu đen sơn bóng ha, màu vàng thì cũng sơn màu đen sơn bóng luôn. Rồi cái màu đen nhám á, thì nó sơn màu đen nhám cùng màu với thân xe, nó là nhựa mèo. Còn những cái phiên bản nhỏ hơn á, tiêu chuẩn cao cấp với đặc biệt á, nó không phải là cái nhựa màu mà nó là cái nhựa đen nha anh chị, nó khác ha. Đó, nó khác biệt chỗ đó đó. Rồi còn lại thì tất cả những cái thông tin còn lại thì sẽ giống nhau thôi. Cốp để đồ nè, dung tích bình xăng nè, bình xăng này chứa được 4,9 lít xăng ha, cốp thì bằng nhau thôi, remote cũng giống nhau, ổ khóa giống nhau, trọng lượng bằng nhau luôn nha anh chị. Nam đang nói về bốn cái màu của phiên bản bánh lớn ha. Rồi Nam sẽ lấy cái remote cho anh chị xem. Vision hiện tại thì không có tính năng báo động chống trộm nha anh chị, nó chỉ có là xác định cái vị trí xe ở trong bãi xe, mở nguồn on off thôi. Đây hai nút bấm, hai tính năng thôi. Đây remote đây hai cái ha. Có nhiều anh chị hỏi là Vision có chống trộm không, là không có ha, có cắm sạc điện thoại nè, khóa thông minh, đây đồng hồ đây. Rồi em sẽ báo giá luôn ha, chắc vấn đề mà mọi người quan tâm nhiều nhất là giá xe. Thì bốn cái màu, hai phiên bản thể thao màu xám xi măng với màu đen nhám, và phiên bản cổ điển màu vàng với màu xanh nhám này, bên em bán bằng giá bốn màu này bằng giá nhau. Hiện tại thì hôm nay là ngày 16 tây tháng 1 2024 rồi, giữa tháng 1 rồi anh chị. Hiện tại bốn cái màu này bên em đang bán ra mức giá là 39 triệu. Nhưng mà trong tháng 1 này anh chị mua xe bên em vẫn tiếp tục hỗ trợ giảm tiền mặt cho anh chị 1 triệu đồng, là còn lại là 39 giảm 1 còn 38 triệu nha anh chị. Nam đang nói về phiên bản bánh lớn ha, còn những cái phiên bản bánh nhỏ thì giá nó thấp hơn. Nam có làm video báo giá chi tiết rồi đó, anh chị nào quan tâm về những cái phiên bản bánh nhỏ thì vào kênh của Nam xem lại ha. Còn video này giá phiên bản bánh lớn này nó giảm hơn so với thời điểm Nam báo lúc trước, nên Nam cập nhật lại giá mới để cho anh chị nào quan tâm thì chúng ta sẽ tham khảo. Lưu ý là bản bánh lớn hiện tại nhà máy chỉ sản xuất có 4 màu thôi nha anh chị. Anh chị đi mua xe mà khác 4 màu, đen nhám, xám xi măng, vàng với lại xanh nhám là chắc ăn 100% xe nó độ lại ha. Còn đây là xe zin của nhà máy nha anh chị, bên em không có bán màu độ, anh chị cứ yên tâm. Còn ví dụ như anh chị nào thích màu độ thì chúng ta phải liên hệ cái chỗ bán xem giấy tờ là như thế nào. Tại vì đổi màu thì có một số nơi đăng ký được, một số nơi đăng ký không được nha anh chị. Cái này thì cái gợi ý cho anh chị thôi, còn tiền của anh chị muốn mua đâu ép anh chị được. Quên, giá xe là 39 giảm 1 còn 38 là đã bao gồm VT rồi, nhưng mà chưa bao gồm biển số nha. Những anh chị nào mà ở khu vực ngoài tỉnh Đồng Tháp mua xe này á, Nam sẽ giao hồ sơ gốc về anh chị đăng ký cái biển số nha. Còn những anh chị nào đăng ký thuộc về các huyện trong khu vực tỉnh Đồng Tháp, huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười, huyện Tân Hồng, huyện Tam Nông gì đó vân vân, miễn huyện là được, trong khu vực tỉnh Đồng Tháp, giá này Nam bao anh chị ra tới biển số, bao thế trước bạ, bao phí biển số luôn, không phát sinh thêm tiền. Giá này lấy xe ra về, bao giấy tờ ra tới biển số luôn. Lưu ý là giá xe được báo vào ngày 16 tây tháng 1 nha anh chị. Thời điểm anh chị mua mà giá nó không thay đổi thì Nam sẽ báo lại chính xác giá này. Còn nếu như thời điểm anh chị mua giá nó thay đổi thì Nam xin phép cập nhật giá mới ha. Tại vì hôm nay có nhiều trường hợp là khách hàng đi mua xe cái ngày Nam báo giá thì những khách hàng mua Nam báo đúng giá đó 100%, còn qua ngày khác thì ví dụ giá xe nó không thay đổi thì Nam báo lại giá y cũ, anh chị cứ yên tâm. Còn nếu mà giá nó thay đổi thì Nam bắt buộc phải cập nhật giá mới. Có nhiều anh chị hỏi là ủa sao báo video giá vậy tự nhiên giờ giá khác, tại vì giá thay đổi anh chị, mà giá lên đó thì nhiều anh chị nói ủa sao giá khác kỳ vậy, còn giá xuống Nam báo giá xuống cái sao không nghe ai nói vậy chứ. Thôi nó vui vậy thôi. Giá xe Nam báo thì anh chị nào cảm thấy ok liên hệ thì Nam sẽ hỗ trợ ha, còn cảm thấy chưa ok thì coi như tham khảo video của Nam để giải trí nha anh chị. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Còn nếu mà trả góp á, thì xe này anh chị đưa trước số tiền tầm khoảng tối thiểu là khoảng 8 triệu đô thôi, lên hồ sơ trả góp được nha, 8 triệu nha. Còn bên em không có chương trình không trả trước nha. Nhiều anh chị khách hàng hỏi là bên em có chương trình mà mua xe trả góp mà không có đưa tiền trước không, là không có nha anh chị. Cái đó tùy theo chính sách công ty ha, bên em hiện tại không có trả trước. Không có chương trình đó, trả trước ít nhất khoảng 8 triệu trở lên là mới có thể trả góp được. Thủ tục chỉ cần căn cước công dân bản gốc ha, đủ 18 tuổi trở lên và không bị nợ xấu nha anh chị. Ngoài ra thì hiện tại Vision này đang có một cái chương trình khuyến mại cực kỳ hấp dẫn từ nhà máy Honda Việt Nam, áp dụng tại tất cả các hãng trên toàn quốc luôn, phiên bản nào cũng được, màu nào cũng được, miễn Vision là được ha. Mua xe sẽ được tham dự ngay một vòng quay may mắn, giải thưởng là 100 xe SH 350i, 1.000 xe Honda Vision, 2.000 xe Honda Grand Fa. Còn nếu trường hợp mà anh chị quay không trúng xe, trúng 3 xe trên thì sẽ nhận được một cái thẻ cào điện thoại trị giá 1 triệu đồng, hoặc là một cái phiếu mua phụ kiện chính hãng trị giá 1 triệu 2. Rất là tuyệt vời luôn nha anh chị.
chắc ăn 100% là sẽ có 100 năm phần quà ha. SH350i, Vision, Wen, Pha, thẻ cào điện thoại 1 triệu hoặc là phí một phụ kiện 1 triệu 2. Lưu ý là chương trình này áp dụng tại tất cả các head Honda trên toàn quốc nha anh chị, head toàn quốc ha. Còn chương trình mà giảm tiền mặt và hỗ trợ phí trước bạ trong khu vực tỉnh Đồng Tháp á, thì đó là chương trình của công ty bên Nam ha, hỗ trợ riêng cho khách hàng. Thì anh chị nào ở khu vực Đồng Tháp thì liên hệ Nam. Hiện tại thì Nam đang là nhân viên bán hàng của Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cửa hàng bên Nam nằm ở khu vực Cao Lãnh của Đồng Tháp nha. Anh chị nào mà ở gần khu vực này có nhu cầu muốn mua xe đó thì cứ nhắc vào phần mô tả video sẽ ra địa chỉ và số điện thoại liên hệ ha. Em sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh chị ha. Cứ nhấp vào phần mô tả là sẽ có ngay thông tin liên hệ. Còn không thì anh chị cứ comment để lại số điện thoại bên dưới ha. Em sẽ chủ động liên hệ lại tư vấn cho anh chị nha. Anh chị lưu ý ha, cái chương trình mà quay số trúng xe anh chị hoặc là tặng thẻ cào điện thoại á thì áp dụng đến hết ngày 9 tây tháng 2 2024 ha, tức là tới 30 Tết luôn đó. Còn chương trình giảm tiền mặt thì bên này áp dụng chỉ trong tháng 1 thôi nha anh chị. Rồi thì đó là tất cả thông tin em muốn chia sẻ với anh chị ha. Anh chị nào đang quan tâm về dòng xe Vision á thì liên hệ Nam sẽ tư vấn thêm. Đó, bây giờ Nam xin phép kết thúc video tại đây ha. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về xe ha, về giá xe, về khuyến mãi, về trả góp ha. Anh sẽ cố gắng cập nhật liên tục những thông tin mới nhất để cho anh chị nào quan tâm về xe thì chúng ta sẽ tham khảo nha. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.